đại chiến đến hồi bắt đầu. Thượng đỉnh Tiên Tông có Ngọc Hoa Tông hỗ trợ. Địa Kình Tông ta cũng có Vương Tông chủ hợp tác. Sau khi đại sự thành công, việc hứa hẹn ăn chia thành quả ta nhất định sẽ thực hiện. Ngươi yên tâm. Đa tạ Hoàng Tông chủ. Việc cử cao nhân huyền bí đánh úp Thẩm Thích đã được ta tiến hành rồi. Người được cử đi là một tuyệt thế cao thủ, tu luyện ma pháp tà đạo. Với tu vi cảnh giới của Thẩm Thích hiện tại sớm muộn sẽ ngắm gà khỏa thân thôi. Ngày đó mình còn trực tiếp chứng kiến, chỉ một cái chạm tay, tuyệt thế cao thủ đó đã hút cạn linh khí của một kim đan kỳ đại viên mãn. Vậy là trận chiến bắt đầu. Hoàng Vô Sơn, trước tới nay Địa Kình Tông ngươi và Thượng Đỉnh Tiên Tông ta nước sông không phạm nước giếng. Hà cớ gì chúng ta phải tiến tới cảnh một sống một còn này. Yêu cầu của ta các ngươi đã không ngoan ngoãn đồng ý. Vậy thì nhiều lời để làm gì nữa? Khi nhẹ nhàng không thực hiện, thì bạo lực lên ngôi. Ôi là Nguyên Anh hậu kỳ, thực lực hắn thật mạnh. Ninh Tông chủ, ta sẽ cố hết sức ngăn Vương Tông chủ. Còn tên Hoàng Vô Sơn kia, chắc ngài phải vất vả rồi. Đa tạ Cố Tông chủ giúp đỡ. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo đồng minh xà thuật của Vương Tông chủ. Xin chỉ giáo. Ta cũng đã nghe danh giáo chủ Ngọc Hoa Tông đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Bên kia đang bắt đầu đại tiệc, chúng ta cũng tới với nhau đi. Ồ, ta có tới trễ không? Các ngươi đã bắt đầu rồi à? Ngươi chính là Thẩm Thích. Hả? Trước giờ mình với hắn chưa từng gặp nhau, sao hắn lại nhận ra mình nhỉ? Thuộc hạ tứ đại kim đan viêm mãn của ta là do ngươi giết phải không? Ờ, ta không biết. Ta không có. Chả quen. Ờ con mẹ nó, hắn chối bay chối biến mà mặt không cả thèm biến sắc. Mặc kệ ngươi có liên quan hay không, thủ oán hôm nay, ta thanh toán một thể. Thủ oán nào? Đạo hữu nhầm ta với ai rồi? Ngươi diễn cũng thuộc diễn viên hạng A đó. Ba người các con, lên băm bỏ mẹ hắn báo thù cho huynh đệ các con đi. Rõ thưa tông chủ. Ai, trận chiến này ta không nên xuất thủ quá nhiều, ảnh hưởng tới cốt truyện chính. Không biết phải sử dụng bao nhiêu phần sức mạnh để diễn cho chân thật nữa. Ba tên kia là kim đan đại viên mãn. Ta sẽ cố hết sức để ngăn cản một tên cho ngài. Ơ kìa. Ta cũng sẽ toàn lực giúp người ngăn cản một tên. Ơ kìa từ từ đã. Đối thủ cảnh giới đều cao hơn các ngươi mà. Đừng đi tìm chỗ chết như vậy chứ các nàng. Ai, đúng là cạn lời mà. Oops. Biết là có chênh lệch chút sức mạnh nhưng mà chênh thế này thì quá lớn đi. Ta với hắn đều là kim đan đại viên mãn đó. Tu vi quá thấp kém đòi ngăn cản ai hả nàng? Hả? Đại yếu đừng ra gió. Mau lui ra đằng sau đi. Lại còn muốn làm cục tạ của tem nữa mà. Ôi trời! Thẩm Thích, ngài đừng cậy mạnh mà chủ quan. Hãy chuyên tâm đối phó một tên đi. Đúng vậy, bọn ta vẫn đủ sức cầm cự được. Tự nhiên đang phải đối phó với ba tên thì giờ lại thành đối phó năm tên. Thôi được rồi, các ngươi lên đi. Bí thuật, hộ pháp bóng đêm. Cùng nhau xuất thủ. Rõ. Oops. Thời cơ tốt. Hiểu. Ta bên phải. Ta bên trái. Bí thuật cổ quái gì vậy? Cùng nhau tung ra toàn lực một lần nữa. Đúng vậy. Oops. Ôi bạn ơi! Thuật pháp huyền bí gì vậy? Đã kháng trưởng lại còn phản đam. Mẹ ảo thật đấy. Chả lẽ tên Thẩm Thích kia là giả heo ăn thịt hổ? Hà! Thôi chết rồi. Quên mất diễn kịch. Hiện tại hộc máu còn kịp không? Ha ha ha, hóa ra hắn cũng đã bị nội thương, sắp không trụ được nữa rồi. Đúng vậy, mau dốc toàn lực đánh vỡ màn chắn bảo hộ. Hắn sẽ tèo sớm thôi. May thật, là ba thằng ngốc mà. Tốt tốt, các ngươi cứ tiếp tục đi. Huyền bảo, luyện viêm đỉnh. Ái già, sớm như vậy đã dùng tới át chủ bài sao? Ngươi lâu như vậy rồi, chút tiến bộ cũng không có. Hoàng Vô Sơn thực lực thật sự ao trình so với ta. Chả lẽ hôm nay chính là ngày tàn của Thượng Đỉnh Tiên Tông sao? Ha ha ha, đến lượt ta. Hự, hắn mạnh quá. Sư phụ. Yến Yến, đến đây làm gì? Con mau chạy đi. Tình cảm thầy trò thật đậm sâu ha. Để ta an bài cho các ngươi cùng một mộ luôn.
Oops. Ảo thật đấy. Hà, không đánh tiếp đi, nhìn ta làm gì? Thôi chết, quên không diễn. Ôi ta không chịu nổi nữa rồi. Trội ôi trội ôi. Mẹ ngươi lừa trẻ con à? Giả ngây giả ngô. Đi chết đi. Còn mẹ nó ta kim đan kỳ thôi mà hắn dùng cả huyền cực pháp bảo. Giờ diễn kiểu gì để né đây? Hửm. Có khí tức hắc ám tại Nhị Bạch Phong. Thôi chết rồi, đám đồ đệ đám yêu của mình. Ôi sư phụ, người thực sự đừng xảy ra chuyện gì mà. Thẩm Thích ở chỗ này sao? Lại còn cất giấu nhiều em xinh tươi như vậy, khà khà. Thật là số hưởng mà. Thấy có kẻ đột nhập, Bích Hồ kiếm linh hiện thân. Hửm, là một kim đan kỳ kiếm linh sao? Hiếm có, hiếm có. Nhìn cũng rất ngon. Kẻ nào? Thôi đừng cố phản kháng làm gì. Trận pháp tuy có chút huyền cơ, nhưng với ta chỉ là mũi thôi. Hừm, kim đan kỳ kiếm linh mà sao mạnh vậy? Chưa phải là toàn lực của linh kiếm nữa chứ, không thể xem thường. Hắc ảnh bí pháp. Ôi vãi, là bí thuật hắc ám gì vậy? Ha ha ha, phát hiện ra đã quá muộn rồi. Chỉ sợ Nhị Bạch Phong nhỏ bé của ngươi đã không ai toàn mạng nữa. Hả? Pháp bảo cấp huyền cơ của ta mà một tay khống chế sao? Đánh chính diện thì cứ việc, nhưng ngươi lại dám sử dụng tà đạo, đụng tới đồ đệ của ta. Để cho bọn mày biết thế nào là nghệ thuật hắc ám. Vãi lòn, sức mạnh gì vậy? Linh lực thiên địa đang đều lưu động về phía hắn. Ôi không, Thẩm Thích đã sử dụng bí thuật thiêu đốt cảnh giới bản thân sao? Trước giờ ta chưa từng thực sự tín nhiệm Thẩm Thích. Không ngờ vào giờ phút này, hắn lại vì tông môn mà hy sinh cả tính mạng. Thẩm Thích người ơi! Chết rồi! Mất bình tĩnh để cho thiên đạo cảm nhận được xúc cảm của ta. Sức mạnh này hơi quá rồi. Dù ngươi có đột phá đi chăng nữa, bất quá cũng chỉ nguyên anh kỳ mà thôi. Chết đi. Ủa sao lại thế này? Dậy gáy nữa đi bạn. Sao không gáy nữa? Lúc này tại Nhị Bạch Phong. Ha ha ha. Mau khuất phục ta đi kiếm linh. Sức mạnh này không đủ hấp dẫn ngươi sao? Hừm. Hắc khí của hắn quá mạnh. Dù thể thuật của mình cũng không thể cử động nhanh được. Trước khi chết cũng phải giúp các tỷ muội kéo dài thêm một chút thời gian. Sao thế người đẹp? Slow motion ạ. Giải ấn. Sư phụ, cuối cùng người cũng tới rồi. Có ta ở đây rồi, đừng sợ. Sử dụng hắc thuật tà đạo với ta. Hẳn là mày định múa rìu qua mắt thợ. Linh lực ngươi đã tiêu hao không ít khi đối đầu với giáo chủ Địa Kình Tông. Vẫn còn khẩu khí gáy à. Ngoan ngoãn hãy giao ra hồn khí của kiếm linh. Kèm cơm thêm các nàng đồ đệ ngọt nước của ngươi. Ta sẽ ân tình ban cho một cái chết nhẹ nhàng mà không đau đớn. Sủa lắm thế, chó à. À thằng này láo. Xem tuyệt kỹ của ta đây. Hắc liên nghiệp hỏa. Quỳ lại đi, run rẩy đi, khóc lóc đi. Ta sẽ hủy diệt tất cả, thiêu đốt tất cả. Thủy kiếm pháp, đạp lãng chảm. Cú chém thần nước. Xong rồi. Ôi vãi lòn, biết là sư phụ mạnh, nhưng mạnh đến mức này thì... Đần mặt ra cái gì? Mau làm theo quy trình đi. Quy trình? Quy trình nào nhỉ? À, hiểu rồi. Hoan hô sư phụ con là tuyệt nhất. Ôi con mẹ nó, Vũ Linh ngốc nghếch thì đã đành đi. Giờ lây cả bệnh ngốc sang cả các ngươi sao? Đã dạy bao lần rồi? Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tà đạo phải hủy xác. Mau hủy xác đi. Ngồi đó mà vỗ tay. Thực lực bại lộ quá nhiều rồi. Giờ phải xử lý sao đây ta? Bỏ đi, vẫn phải diễn tiếp. Mấy ông già chắc không thông minh đến thế đâu. Nghĩ rồi, Thẩm ta liền hóa thân thành diễn viên Hollywood. Khụ khụ khụ. Sư phụ, người không sao chứ? Vừa rồi ta đã phải thiêu đốt tu vi quá độ. Không sao, chỉ cần tu dưỡng mấy năm liền, có thể hồi phục. Ôi sư phụ. Hu hu, là do con yếu đuối, không bảo vệ được sư phụ. Từ nay trở đi Thất Nhi hứa với người sẽ chăm chỉ tu luyện, không ham chơi nữa. Tốt, vi sư tin con, nhớ chăm chỉ tu luyện,
về sau vi sư còn có thể ôm chân. Dạ. Sư phụ à, người còn di ngôn gì không? Nhớ hủy thi thể, diệt tàn tích. Dạ. Ôi trời, đây là... Nhanh như vậy đã hỏa táng rồi sao? Ta còn chưa kịp nói lời từ biệt. Đây là lệnh của sư phụ, chuyện nhỏ này không cần trưởng quan tâm. Ai, xin các ngươi đừng quá đau buồn. Nếu không cá chê, hãy gia nhập môn hạ dưới trướng ta, ta sẽ toàn lực dạy dỗ các ngươi. Ủa, ta nói gì sai sao? Hẳn là đau buồn lắm. Vậy thẩm thích có di ngôn gì không? Lão già, đỡ của ta một gậy. Ôi trời Vũ Linh, tỷ làm gì thế? Sao đánh cả trưởng môn? Ta vừa rồi nói y chang vậy liền bị đánh. Hà cớ gì lão già lại không bị chứ? Không sao. Người đáng nhẽ phải chết phải là ta. Thẩm thích vì giúp toàn tông môn nên mới gánh vác trách nhiệm này. Các ngươi có tức giận đánh ta cũng là chuyện bình thường. Vị trí tông chủ, ta đã không xứng đáng để làm nữa. Ninh Yến Yến, từ nay vị trí tông chủ, ta truyền cho con. Ôi sư phụ. Sư phụ à? Không cần nói gì nữa, ta đã quyết. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thượng đỉnh tiên tông tông chủ. Ai, đều do ta đã hại thẩm đạo hữu. Tông chủ, sư phụ ta kỳ thật là... Thẩm thích đâu? Nữ nhân nào đây? Cô là ai? Nhóc là ai thế? Ta tới tìm thẩm thích của ta, hắn đâu rồi? Thẩm thích chính là sư phụ ta. A, hóa ra là tiểu đồ nhi loli của thẩm thích à? Hi hi, vậy là người một nhà rồi. Ta chính là sư nương tương lai của con. À nhầm, hiện tại ta là Ngọc Vô Xương, tông thiếu tông chủ của Đập Vân Tiên, hi hi. Là tiểu thư môn phái Đạp Vân Tiên đích thân tới đây ư? Ôi trời, trước khi đi đã dặn dò tiểu thư đừng để lộ thân phận ra rồi mà. Đúng là tiểu thư Ngọc Vô Não. Sư phụ lại hái hoa bắt bướm khắp nơi rồi. Toàn nữ nhân thân phận và tướng mạo bất phàm thế này. Quay ngang quay dọc. Ủa hắn đâu? Kỳ thật thẩm thích chân nhân vừa mới niệm xong. Không, không phải. Sư phụ ta đang trọng thương rất nặng, người nghỉ ngơi trong phòng. Hiện không thể tiếp khách, xin thiếu chủ thứ lỗi. Ủa vậy à? Thế dịch vụ mai táng kia là của ai? À là tên tà đạo bị sư phụ con băm chết. Thẩm thích không chết sao? Tốt quá rồi. Ta chỉ muốn nhìn thấy hắn một chút thôi. Đây là lục phẩm quy nguyên đan dược, chữa thương rất tốt. Quy nguyên đan. Cái đó có tốt không trưởng lão? Lục phẩm đan dược quy nguyên đan thuộc đan dược thần kỳ. Có thể chữa tất cả các ngoại thương của tu sĩ cảnh giới dưới hóa thần. Rất quý giá đó. Ngon, vậy đưa đây. Lần sau nhớ mang theo nhiều một chút. Lần sau để ta trộm thêm một ít từ phụ thân. Cho ta thăm thẩm thích một chút đi mà. Nể tình có thảo dược tốt. Ta cho gặp người một tí, chỉ nhìn từ xa thôi đó. Ok. Vị tiểu thư này căng rồi đây. Xét về thực lực và tướng mạo đều hơn mình. Chứ đừng nói tới tranh quyền đoạt giao phối. Thẩm thích à, ngươi đừng gặp chuyện gì nha. Hức hức. Sao hắn tỉnh lại rồi? Hứ, tưởng ngươi chết dấm chết dúi chỗ nào rồi. Vừa gặp đã buông lời chó má, ta sống hay chết liên quan gì tới mẹ trẻ. Ta chỉ tiện đường đi qua thôi. Gớm, khôn như ngươi, bao giờ mới chết được, lo thừa hơi. Thấy ngươi thở đã thấy ghét rồi. Ta đi về. Dỗi. Kìa. Tự nhiên đạp cửa xông vào xong lại buông lời sắc mỏng. Ảo thật đấy. Ta là ai? Đây là đâu? Rõ ràng định giãi bày. Buông lời yêu thương với hắn mà ta lại vừa nói cái gì thế này? Thiếu chủ, người lại mồm nhanh hơn não rồi hả? Yến Yến, ta sai rồi mà. Oa oa oa. Cái này. Ai? Được rồi. Người không bao giờ sai, là thẩm thích sai. Người lại còn trêu ta. Thua kèo này ta bày kèo khác, người không phải clo. Ta lỡ buông lời chó má như vậy, liệu còn có thể cứu vãn sao? Yến Yến ta liền nghĩ, không cứu vãn được càng tốt. Bất quá cứ để thẩm thích chăm sóc mình. Đương nhiên là thật rồi. Mà ta bảo ngươi ghi hình lại lúc hắn giảng đạo chém gió, ngươi chưa có làm đâu đấy. Thiếu một bước nữa thôi, ngươi cứ bình tõm. Hừm, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Tiểu Yến, ngươi nói dối. Bỏ đi, trốn nhà đi gặp trai ta phải quay về đây. Vâng, thiếu chủ cứ yên tâm mà. Theo dõi nhất cử nhất động của thẩm thích nhé, thấy hú hí với gái lạ phải báo ta ngay. Con với thiếu chủ Đập Vân Tiên có quan hệ gì vậy?
À, là do thiếu chủ đã cứu mạng con một lần trong lúc nguy kịch, nên con nhận người làm chủ nhân. Tốt, Thượng Đỉnh Tiên Tông ta thân giao với Đập Vân Tiên là tin rất tốt. Mọi việc sau này, tự con biết cách xử lý. Vậy là cuộc tiến công của Địa Kình Tông thua thảm hại, một tông môn lớn mạnh trong nháy mắt sụp đổ. Thượng Đỉnh Tiên Tông giờ có trưởng môn mới là Ninh Yên Yến, lại tiếng lành đồn xa là tông môn thuộc trướng của Đạp Vân Tiên, nên trong thời gian ngắn, môn phái phát triển danh tiếng không ngừng. Mà do đó Nhị Bạch Phong ngày càng ít người biết tới. Ai, cảm giác không ai để ý, sống chiêu chiêu lâu kỳ quá ngày thật thoải mái mà. Lại còn được các đồ đệ chăm sóc thương tích đến tận răng nữa chứ. Phần sau sẽ là những tập mới nhất update nha các anh em.